Đây là chương trình Phật Pháp Đa Thâm trên Pao Talk mỗi ngày 2 giờ, giờ mùa hè Việt Nam từ 8 đến 10 giờ tối, Houston 8 đến 10 giờ sáng, New York 9 đến 11 giờ sáng, Cali 6 đến 8 giờ sáng, Paris 3 đến 5 giờ chiều, Sydney 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Con Lan Nhật Nguyệt thành kính đảnh lễ cho tôn đức và thân chào tất cả quý đạo hữu. Hôm nay thứ Bảy, ngày 4 tháng 4 năm 2020, Phật lịch 2563. Đề tài hôm nay giáo trình Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya, Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt, bài 93, Kinh Asalayana, Asalayana Sutta, từ câu 956 đến 958 sẽ do Thầy Tòa Pháp Tân giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con kính thỉnh Thượng Tâm Minh Hạnh đọc Kinh lễ Tam Bảo, Nam Mô Bổn Thầy nhé. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thệ thế gian giải, vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng.
Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết khổ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Nam mô Bụt Thầy, kính tri ân thượng tọa Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay trong bộ kinh bài 93, kinh Asatla Yana. Xin cho thượng tọa pháp tăng giảng giải. Bây giờ còn chúng con kính thỉnh thượng tọa Đại Siêu Từ Bi giảng nhập bài học. Nam mô Bụt Thầy. Nam mô Bụt Thầy. Kính đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ Giáo Pháp, kính đảnh lễ Chư Tăng. Kính thưa quý vị, xã hội Ấn Độ vào thời Đức Phật có những đề tài mà họ bàn luận mãi không bao giờ dứt. Và nó đã tạo nên những cái cuộc tranh luận giữa các du sĩ với các du sĩ. Giữa các sa môn với các sa môn. Và rồi giữa các ngoại đạo đi đến tranh luận với Đức Phật. Đối với Đức Phật thì Ngài rõ biết tận tường cái nguồn gốc của các cái giai cấp. Và Ngài nhất thiết chủng trí với tứ tuệ đạt thông Samphida. Ngài đã dùng nhiều phương tiện để thí dụ, để trình bày mà đối phương cuối cùng họ phí lối bởi những lời lẽ đúng pháp và đanh thép của Đức Phật. Bài học hôm nay cũng nói lên cái sự kiện đó. Nhưng mà cái đề tài hôm nay được tranh luận, các bà la môn đi đến tranh luận Đức Phật về vấn đề
Họ cho rằng cái giai cấp và lập môn là thanh tịnh, còn những giai cấp khác là không thanh tịnh. Đức Phật đã nói gì? Ngài đã thuyết phục họ bằng cách gì? Thì trong bài kinh hôm nay chúng ta sẽ được nghe. Trước hết thì xin mời cô Lan Dầu Nguyệt đọc cho chánh văn của bài kinh. Sau đó chúng ta thỉnh Thượng tọa Pháp Tân thuyết giảng bài kinh này. Hôm nay Thượng tọa Pháp Tân là vị giảng sư chính của ngày thứ bảy. Xin mời cô Lan Dầu Nguyệt. Nam mô Bụt Thầy, sa tử thầy, chúng con kính tri ân Thượng tọa Tế Siêu đã dẫn nhập bài học. Bây giờ thì con xin được đọc chánh văn. Hôm nay trong bộ kinh bài 90, kinh Asa-a-yana, câu 956 đến 958. Asa-a-yana là một thiếu niên Bà La Môn xuất chúng, mới 16 tuổi đã trở thành một nhà thông thái kinh Veda. Lần đó có hơn 500 Bà La Môn tụ họp tại Savatthi vì vài công việc. Trong dịp này, họ đã nêu lên vấn đề là Đức Phật chủ trương tất cả giai cấp đều có khả tính giác ngộ giải thoát. Trong lúc Bà La Môn giáo thì nhấn mạnh đây là đặc điểm riêng của họ. Những Bà La Môn muốn tìm một nhân tuyển để đi tranh luận với Đức Phật và cuối cùng chọn Asalayana. Vị Bà La Môn trẻ tuổi này tự biết không thể tranh luận hơn Đức Phật nên đã ba lần từ chối nhưng vẫn không được, nên cuối cùng cũng phải nhận trọng trách. Trong cuộc đàm luận giữa Đức Phật và Asalayana đã cho thấy vấn đề phân chia giai cấp hiểu thế nào qua Phật Pháp, một điểm vô cùng quan trọng tế nhị trong xã hội Ấn xưa cũng như nay. 956. Một sứ mạng khó chối từ. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi Chetavana tại tinh xá ông Anathapindika cấp cô độc. Lúc bấy giờ, khoảng 500 Bà La Môn từ nhiều quốc độ khác nhau trú tại Savatthi vì một vài công việc. Những vị Bà La Môn ấy suy nghĩ, Sa môn Gotama này chủ trương bốn giai cấp đều thanh tịnh. Ai có thể cùng với Sa môn Gotama thảo luận vấn đề này? Lúc bấy giờ, thanh niên Asalayana trú ở Savatthi, trẻ tuổi, đầu cạo trọc, chỉ có 16 tuổi, tinh thông ba tập Vệ Đà với tự vựng, lễ nghi, ngữ nguyên và thứ năm là các cổ truyện, thông hiểu từ ngữ và văn phạm, thâm hiểu thuận thế luận và đại nhân tướng. Rồi các Bà La Môn ấy suy nghĩ, thanh niên Asalayana này trú ở Savatthi, trẻ tuổi, đầu cạo trọc, chỉ có 16 tuổi, tinh thông ba tập Vệ Đà với tự vựng, lễ ngữ nguyên và thứ năm là các cổ truyện, thông hiểu từ ngữ và văn phạm, thâm hiểu thuận thế luận và đại nhân tướng. Vị ấy có thể thảo luận với Sa môn Gotama về vấn đề này. Rồi những Bà La Môn ấy đi đến thanh niên Asalayana. Sau khi đến, nói với thanh niên Asalayana, Tôn giả Asalayana, Sa môn Gotama chủ trương bốn giai cấp đều thanh tịnh. Tôn giả Asalayana, hãy đến thảo luận với Sa môn Gotama về vấn đề này. Khi nghe nói vậy, thanh niên Asalayana nói với các Bà La Môn ấy, Sa môn Gotama là vị nói đúng pháp, và những ai nói đúng pháp thật rất khó thảo luận. Tôi không có thể thảo luận với Sa môn Gotama về vấn đề này. Lần thứ hai, các Bà La Môn nói với thanh niên Asalayana, Tôn giả Asalayana, Sa môn Gotama này chủ trương bốn giai cấp đều thanh tịnh. Tôn giả Asalayana, hãy đến thảo luận với Sa môn Gotama về vấn đề này. Tôn giả Asalayana đã sống đời sống của một vị du hành khất sĩ. Lần thứ hai, thanh niên Asalayana nói với các vị Bà La Môn ấy, Sa môn Gotama là bậc nói đúng pháp, và những người nói đúng pháp thật rất khó thảo luận.
Tôi không có thể thảo luận với Sa Môn Gotama về vấn đề này. Lần thứ ba, những vị Bà La Môn ấy nói với thanh niên Asalayana: Tôn giả Asalayana, Sa Môn Gotama này chủ trương bốn giai cấp đều thanh tịnh. Tôn giả Asalayana, hãy đến thảo luận với Sa Môn Gotama về vấn đề này. Tôn giả Asalayana đã sống đời sống của vị du hành khất sĩ. Tôn giả Asalayana chớ có bị chiến bại trong một cuộc chiến bại không có binh khí chống cự. Khi nghe nói vậy, thanh niên Asalayana nói với các vị Bà La Môn ấy: Thật sự, tôi không chấp nhận được lời yêu cầu của chư tôn giả. Tôn giả Gotama là bậc nói đúng pháp, và những ai nói đúng pháp thật rất khó thảo luận. Tôi không có thể thảo luận với Sa Môn Gotama về vấn đề này. Tuy vậy, tôi cũng sẽ đi như lời chư tôn giả yêu cầu. 957. Đức Phật dạy gì về sự phân biệt giai cấp? Sự phân biệt giai cấp trong xã hội Ấn rất khác với những văn hóa khác, vì gắn liền với tôn giáo và truyền thống tạo thiên lập địa. Đức Phật đã dùng nhiều luận điểm để chỉ rõ sự sai lầm của nền tảng tính lý này. Rồi thanh niên Asalayana cùng với đại chúng Bà La Môn đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, thanh niên Asalayana bạch Thế Tôn: Thưa tôn giả Gotama, các vị Bà La Môn nói như sau. Chỉ có Bà La Môn là giai cấp tối thượng, giai cấp khác là hạ liệt. Chỉ có Bà La Môn là màu da trắng, giai cấp khác là màu da đen. Chỉ có Bà La Môn là thanh tịnh, các giai cấp phi Bà La Môn không được như vậy. Chỉ có Bà La Môn mới là con chính thống Phạm Thiên, sanh từ miệng Phạm Thiên, do Phạm Thiên sanh, do Phạm Thiên tạo ra, là con cháu thừa tự Phạm Thiên. Ở đây, tôn giả Gotama nói thế nào? Tất cả giai cấp đều bắt đầu cuộc đời giống nhau từ lúc thọ thai. Nhưng này Asala, các nữ Bà La Môn, vợ các Bà La Môn được thấy là có kinh nguyệt, có mang thai, có sanh con, có cho con bú. Do vậy, các vị Bà La Môn ấy sanh ra từ nữ căn lại nói, Bà La Môn là giai cấp tối thượng, giai cấp khác là hạ liệt. Chỉ có Bà La Môn là màu da trắng, giai cấp khác là màu da đen. Chỉ có Bà La Môn là thanh tịnh, các giai cấp khác phi Bà La Môn không được như vậy. Chỉ có Bà La Môn mới là con chính thống Phạm Thiên, sanh từ miệng Phạm Thiên, do Phạm Thiên sanh, do Phạm Thiên tạo ra, là con cháu thừa tự Phạm Thiên. Phân chia giai cấp là văn hóa vùng miền. Này Asalayana, ông nghĩ thế nào? Ông có nghe chăng? Tại các biên địa quốc độ khác như Yona và Campuchia, chỉ có hai giai cấp, chủ nhân và đầy tớ. Sau khi làm chủ nhân, lại trở thành đầy tớ. Sau khi làm đầy tớ, lại trở thành chủ nhân. Thưa vâng, con có nghe. Trong các quốc độ biên địa như Yona, Campuchia, chỉ có hai giai cấp, chủ nhân và đầy tớ. Sau khi làm chủ nhân, lại trở thành đầy tớ. Sau khi làm đầy tớ, lại trở thành chủ nhân. Con người dù ở giai cấp nào, khi làm ác đều gặp quả khổ. Này Asalayana, ông nghĩ thế nào? Chỉ có người Khatiya, sát đế lị, sát sanh, lấy của không cho, có tà hạnh trong các dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói ác khẩu, nói lời phù phiếm, có tâm tham, có tâm sân, có tà kiến. Sau khi thân ngoại mạng chung, mới bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Bà La Môn không phải như vậy. Và chỉ có người Vesa và người Sudda, sát sanh, lấy của không cho, có tà hạnh trong các dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói ác khẩu, nói lời phù phiếm, có tham tâm, có tâm, tà kiến. Sau khi thân ngoại mạng chung, mới bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Các Bà La Môn không phải như vậy.
Không phải như vậy, tôn giả Gotama. Người khách tí giá cũng vậy, tôn giả Gotama. Nếu sát sanh, lý của không cho, có tà hạnh trong các dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói ác khẩu, nói lời phù phiếm, có tham tâm, có tham tâm, có tà kiến, sau khi thân hoại mạng chung, cũng bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Bà La Môn cũng vậy, tôn giả Gotama. Vesa cũng vậy, tôn giả Gotama. Sutta cũng vậy, tôn giả Gotama. Tất cả bốn giai cấp, tôn giả Gotama. Nếu sát sanh, lấy của không cho, có tà hạnh trong các dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói ác khẩu, nói lời phù phiếm, có tham tâm, có sân tâm, có tà kiến, sau khi thân hoại mạng chung, đều sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Và khi làm thiện, đều được quả lành. Này Asa Lajana, ông nghĩ thế nào? Chỉ có Bà La Môn từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ ác khẩu, từ bỏ nói lời phù phiếm, không có tham tâm, không có sân tâm, có chánh kiến, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh vào thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Khát tí giác không được vậy, vê sát không được vậy, số đát không được vậy. Không phải vậy, tôn giả Gotama. Khát tí giác cũng vậy, tôn giả Gotama. Nếu từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ ác khẩu, từ bỏ nói lời phù phiếm, không có tham tâm, không có sân tâm, có chánh kiến, thì sau khi thân hoại mạng chung, cũng được sanh vào thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Bà La Môn cũng vậy. Tôn giả Gotama, Vesa cũng vậy, tôn giả Gotama, Sutta cũng vậy, tôn giả Gotama. Tất cả bốn giai cấp, tôn giả Gotama. Nếu từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ ác khẩu, từ bỏ nói lời phù phiếm, không có tham tâm, không có sân tâm, có chánh kiến, thì sau khi tân hoại mạng chung, đều được sanh vào thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Dù ở giai cấp nào, khi tu tập đều có sở đắc giống nhau. Này Asa Lajana, ông nghĩ thế nào? Chỉ có Bà La Môn mới có thể trong mức độ này tu tập từ tâm, không hận, không sân. Khách tí giá không thể được, vé xá không thể được, suốt á không thể được. Không phải vậy, tôn giả Gotama, khách tí giá, tôn giả Gotama, cũng có thể trong quốc độ này tu tập từ tâm, không hận, không sân. Bà La Môn cũng vậy, tôn giả Gotama, vé xá cũng vậy, tôn giả Gotama, suốt á cũng vậy, tôn giả Gotama. Tất cả bốn giai cấp, tôn giả Gotama, đều có thể trong quốc độ này tu tập từ tâm, không hận, không sân. Nếu tấm sông Hằng có khả năng tẩy trần, thì giai cấp nào cũng làm được. Này, Asa Lajana, ông nghĩ thế nào? Chỉ có Bà La Môn mới có thể, sau khi cầm cào lưng và bột tắm đi đến sông tắm sạch bụi bặm. Khách tí giá không thể được, vé xá không thể được, suốt đá không thể được. Không phải vậy, thưa tôn giả Gotama. Tôn giả Gotama, khát tí giá cũng có thể, sau khi cầm cào lưng và bột tắm, đi đến sông, tắm sạch bụi bặm. Bà La Môn cũng vậy, tôn giả Gotama. Vesa cũng vậy, tôn giả Gotama. Sutta cũng vậy, tôn giả Gotama. Tất cả bốn giai cấp, tôn giả Gotama, đều có thể, sau khi cầm cào lưng và bột tắm, đi đến sông, tắm sạch bụi bặm. Nếu thắp lửa trong tín ngưỡng thờ lửa, thì giai cấp nào cũng như nhau. Này, Asa Lajana, ông nghĩ thế nào? Ở đây, nếu có vua Khatiya đã làm lễ quán đảnh cho hội họp 100 người thuộc nhiều chủng tánh khác nhau và nói, quý vị hãy đến đây, quý vị nào thuộc gia đình Khatiya, thuộc gia đình Bà La Môn, sanh ra từ hoàng tộc, hãy đem đến phần trên của đồ quay lửa bằng cây sala, hai cây sala, hai cây chiên đàn, hai cây sen, quay cho lửa và sức nóng hiện ra. Còn những người thuộc gia đình Chiên Đà La, Hạ Tiện, thuộc gia đình Săn Bắn, thuộc gia đình làm đồ tre, thuộc gia đình làm xe cộ, thuộc gia đình đổ phân,
hãy đem đến bộ phận trên của đồ quay lửa làm bằng gỗ máng chó ăn, hay máng heo ăn, hay máng giặt đồ, hay củi khô từ cây y lan, và quay cho bật lửa và sức nóng hiện ra. Này Asalayana, ông nghĩ thế nào? Có phải chỉ có ngọn lửa được nhen lên và sức nóng được tạo ra từ người thuộc gia đình Khatiya, thuộc gia đình Bà La Môn sanh từ hoàng tộc, sau khi đem đến bộ phận trên của đồ quay lửa làm bằng cây salat hay cây salat hay cây chiên đàn hay cây sen, chỉ có lửa ấy mới có ngọn, mới có màu sắc, mới có ánh sáng, và chỉ có ngọn lửa ấy mới dùng được vào các công việc do lửa đem lại. Còn ngọn lửa được nhen lên và sức nóng được tạo ra từ người thuộc gia đình hạ tiện, thuộc gia đình săn bắn, thuộc gia đình làm đồ tre, thuộc gia đình làm xa cộ, thuộc gia đình làm đổ phân, sau khi đem đến bộ phận trên của đồ quay lửa làm bằng gỗ máng chó ăn, hay máng heo ăn, hay máng giặt đồ, hay củi khô từ cây y lan, lửa ấy không có ngọn, không có màu sắc, không có ánh sáng, và ngọn lửa ấy không có thể dùng được vào các công việc do lửa đem lại. Không phải vậy, thưa tôn giả Gotama, ngọn lửa được nhen lên, sức nóng được tạo ra, tôn giả Gotama, từ người thuộc gia đình Khatiya, thuộc đình Bà La Môn sanh từ hoàng tộc, sau khi đem đến bộ phận trên của đồ quay lửa làm bằng cây sala hay cây salala hay cây chiên đàn hay cây sen, lửa ấy có ngọn, có màu sắc, có ánh sáng. Ngọn lửa ấy dùng được vào các công việc do lửa đem lại, và ngọn lửa được nhen lên và sức nóng được tạo ra từ người thuộc gia đình hạ tiện, thuộc gia đình săn bắn, thuộc gia đình làm đồ tre, thuộc gia đình làm xe cộ, thuộc gia đình đổ phân, sau khi đem đến bộ phận trên của đồ quay lửa làm bằng gỗ máng chó ăn, hay máng heo ăn, hay máng giặt đồ, hay củi khô từ cây y lan, lửa ấy cũng có ngọn, cũng có màu sắc, cũng có ánh sáng, và ngọn lửa ấy có thể dùng được vào công việc do lửa đem lại. Thưa tôn giả Gotama, tất cả loại lửa đều có ngọn, đều có màu sắc, đều có ánh sáng. Tất cả loại lửa đều có thể được dùng vào các công việc do lửa đem lại. Hôn nhân khác giai cấp cho thấy sự đồng đẳng. Này Asalayana, ông nghĩ thế nào? Ở đây, một nam tử Khatiya cưới một nữ nhân Bà La Môn làm vợ. Do hôn phối này, họ sanh được đứa con trai. Đứa con trai ấy sanh ra từ nam tử Khatiya và nữ nhân Bà La Môn. Nói giống mẹ hay nói giống cha nó được gọi là Khatiya hay được gọi là Bà La Môn. Thưa tôn giả Gotama, đứa con trai ấy sanh ra từ nam tử Khatiya và nữ nhân Bà La Môn. Nói giống mẹ nó và cũng giống cha nó, và được gọi là Khatiya và cũng được gọi là Bà La Môn. Này Asalayana, ông nghĩ thế nào? Ở đây, một nam tử Bà La Môn cưới một nữ nhân Khatiya, và do hôn phối này, họ sanh được đứa con trai. Người con trai ấy được sanh từ nam tử Bà La Môn và nữ nhân Khatiya. Nói giống mẹ nó hay giống cha nó được gọi là Khatiya hay cũng được gọi là Bà La Môn. Thưa tôn giả Gotama, người con trai sanh ra từ nam tử Bà La Môn và nữ nhân Khatiya. Nói giống mẹ nó và giống cha nó, và nó được gọi là Khatiya và cũng được gọi là Bà La Môn. Này Asalayana, ông nghĩ thế nào? Ở đây, có con ngựa cái giao phối với con lừa. Do sự giao phối này, chúng sanh được con la. Con la ấy sanh ra từ con ngựa cái và con lừa. Nói giống mẹ nó hay giống cha nó. Nó được gọi là ngựa hay nó được gọi là lừa. Tôn giả Gotama, do sự giao phối khác giống như vậy, nó là con la, là sự sai khác. Thưa tôn giả Gotama, mà tôi thấy ở đây, nhưng ở chỗ khác, đối với sự vật khác, tôi không thấy sai biệt gì. Người tụng đọc thánh điển được tôn trọng, chứ không phải là chúng sanh. Này Asalayana, ông nghĩ thế nào? Ở đây có hai anh em thanh niên, đồng mẹ khác cha. Một người đọc tụng, thông hiểu thánh điển. Một người không đọc tụng, không hiểu thánh điển. Ở đây, giữa hai vị này, các Bà La Môn sẽ cúng dường ai trước? Các Phật cúng cho người chết, các thực vật tế đàn,
và các món ăn trong các lễ hy sinh, các đồ ăn đại khách. Thưa tôn giả Gotama, vị thanh niên nào đọc tụng, thông hiểu thánh điển, các bà la môn sẽ cúng dường người ấy trước. Các vật cúng cho người chết, các thực vật tế đàn, các món ăn trong các lễ hy sinh, các đồ ăn đại khách. Bởi vì, thưa tôn giả Gotama, cúng dường cho người không đọc tụng, không thông hiểu thánh điển, làm sao có quả lớn được. Này Asalayana, nhà ngươi nghĩ thế nào? Ở đây có hai anh em thanh niên Bà La Môn, đồng mẹ khác cha. Một người đọc tụng, thông hiểu thánh điển, theo ác giới, hành ác pháp. Một người không đọc tụng, không thông hiểu thánh điển, trì giới, hành thiện pháp. Ở đây, các người Bà La Môn cúng dường cho ai trước? Các vật cúng tế cho người chết, các thực vật tế đàn, các món ăn trong các lễ hy sinh, hay các đồ ăn đại khách. Thưa tôn giả Gotama, vị thanh niên nào không đọc tụng, không thông hiểu thánh điển, nhưng trì hành thiện pháp, ở đây các bà la môn cúng dường cho người ấy trước, các cho người chết, các thực vật tế đàn, các món ăn trong các lễ hy sinh, hay các đồ ăn đại khách. Bởi vì, thưa tôn giả Gotama, cúng dường cho người theo ác giới, hành ác pháp, làm sao có quả lớn được. 958. Sự chua cay trong luận đàm và lời an ủi. Asalayana, từ đầu tới cuối, không thể nói khác hơn những gì Đức Thế Tôn dạy, nên xấu hổ buồn bã. Bậc đạo sư đã an ủi bằng cách kể một câu chuyện xưa, cũng là kiếp tiền thân của Đức Phật. Này Asalayana, trước hết, ông đi về sanh chủng, bỏ sanh chủng, ông đi về thánh điển, bỏ thánh điển, ông đi về sự thanh tịnh của bốn giai cấp mà ta đã chủ trương. Nghe nói vậy, thanh niên Asalayana ngồi im lặng, ủ rũ, co vai, cúi đầu, sững sờ, miệng không ra lời. Rồi Thế Tôn sau khi biết được thanh niên Asalayana im lặng, ủ rũ, co vai, cúi đầu, sững sờ, mở miệng không ra lời, liền nói với thanh niên Asalayana: thuở xưa, này Asalayana, trong khi bãi ẩn sĩ Bà La Môn thảo luận trong những âm thức bằng lá tại một khu rừng, ác kiến sau đây được khởi lên. Bà La Môn là giai cấp tối thượng, giai cấp khác là hạ liệt, là con cháu thừa tự Phạm Thiên. Này Asalayana, ẩn sĩ Asita Dewala được nghe, trong khi bãi ẩn sĩ Bà La Môn thảo luận trong những âm thức bằng lá tại một khu rừng, ác kiến sau đây được khởi lên. Bà La Môn là giai cấp tối thượng, giai cấp khác là hạ liệt, vân vân, con cháu thừa tự Phạm Thiên. Ẩn sĩ Asita Dewala, sau khi sửa soạn râu tóc, đắp y vải màu đỏ tía, đi dép với nhiều lớp, kiên cố, cầm một gậy bằng vàng, liền hiện ra trong hành lang âm thức của bảy vị ẩn sĩ Bà La Môn. Rồi này Asalayana, ẩn sĩ Asita Dewala đi qua, đi lại trong hành lang âm thức của bảy vị ẩn sĩ Bà La Môn và nói: nay những tôn giả ẩn sĩ Bà La Môn này đi đâu? Nay những tôn giả ẩn sĩ Bà La Môn này đi đâu? Rồi này Asalayana, bảy vị ẩn sĩ Bà La Môn suy nghĩ như sau: kẻ kia là ai? Đang đi qua đi lại trong hành lang âm thức bảy vị ẩn sĩ Bà La Môn như một con bò đi vòng tròn, lại nói như sau: nay những vị ẩn sĩ Bà La Môn này đi đâu? Nay những vị ẩn sĩ Bà La Môn này đi đâu? Chúng ta hãy dùng chú thuật trù yếm ông ta. Rồi này Asalayana, bảy ẩn sĩ Bà La Môn dùng chú thuật trù yếm ẩn sĩ Asita Dewala, hãy trở thành tro tàn hạ liệt. Nhưng này Asalayana, bảy vị ẩn sĩ càng dùng chú thuật trù yếm ẩn sĩ Asita Dewala càng trở thành đẹp đẽ, trở thành dễ nhìn, trở thành khả ái. Rồi này Asalayana, bảy vị ẩn sĩ Bà La Môn suy nghĩ như sau: thật trống rỗng thay, khổ hạnh của chúng ta, phạm hạnh của chúng ta không có hiệu quả. Trước kia, khi chúng ta dùng chú thuật trù yếm người nào, hãy trở thành tro tàn hạ liệt, người ấy trở thành tro tàn ngay. Nhưng nay, chúng ta càng dùng chú thuật trù yếm người này lại càng trở nên đẹp đẽ, trở thành dễ nhìn, trở thành khả ái. Khổ hạnh chư tôn giả không phải trống rỗng, phạm hạnh quý vị không phải không hiệu quả. Chư tôn giả hãy từ bỏ tâm oán hận đối với ta.
có tâm oán hận nào đối với tôn giả, chúng tôi sẽ bỏ. Tôn giả là ai? Chư tôn giả có nghe nói đến ẩn sĩ Asita Dewala không? Thưa có nghe tôn giả. Chư tôn giả, vị ấy là ta. Rồi này Asat Layana, bảy ẩn sĩ Bà La Môn đến đỉnh lễ ẩn sĩ Asita Dewala. Rồi ẩn sĩ Asita Dewala nói với bảy ẩn sĩ Bà La Môn. Chư tôn giả, tôi có nghe như sau. Trong khi bảy vị ẩn sĩ Bà La Môn thảo luận tại Am Thất Bằng Lá trong khu rừng, ác tà kiến như sau khởi lên. Chỉ có Bà La Môn là giai cấp tối thượng, giai cấp khác hạ liệt. Chỉ có Bà La Môn màu da trắng, giai cấp khác màu da đen. Chỉ có Bà La Môn là thanh tịnh, các giai cấp phi Bà La Môn không được như vậy. Chỉ có Bà La Môn là con chính thống Phạm Thiên, sanh ra từ miệng Phạm Thiên, do Phạm Thiên sanh, do Phạm Thiên tạo ra, là con cháu thừa tự Phạm Thiên. Thưa vâng, tôn giả. Nhưng chư tôn giả, chư tôn có biết mẹ sanh của họ chỉ giao hợp với các Bà La Môn, không với phi Bà La Môn. Thưa không vậy, tôn giả. Nhưng chư tôn giả có biết mẹ sanh của họ cho đến bảy đời tổ mẫu của họ chỉ giao hợp với các Bà La Môn, không với phi Bà La Môn. Thưa không vậy, tôn giả. Nhưng chư tôn giả có biết cha sanh của họ chỉ giao hợp với các nữ Bà La Môn, không với phi nữ Bà La Môn. Thưa không vậy, tôn giả. Nhưng chư tôn giả có biết cha sanh của họ cho đến bảy đời tổ phụ của họ chỉ giao hợp với các nữ Bà La Môn, không với phi Bà La Môn. Không phải vậy, tôn giả. Chư tôn giả có biết nhập thai là như thế nào? Thưa tôn giả, chúng con biết nhập thai như thế này. Ở đây, mẹ cha phải giao hợp, người mẹ phải trong thời có thể thọ sanh, hương ấm, Ginhapa phải hiện hữu. Ba sự như vậy có hòa hợp, nhập thai mới thành tựu. Chư tôn giả có biết hương ấm ấy là Khatiya hay Bà La Môn hay Vesa hay Sudha? Thưa tôn giả, chúng tôi không biết hương ấm ấy là Khatiya hay Bà La Môn hay Vesa hay Sudha. Chư tôn giả, sự tình là như vậy. Chư tôn giả có biết chư tôn giả là ai không? Thưa tôn giả, sự tình là như vậy. Chúng tôi không có biết chúng tôi là ai. Này Asalayana, bảy vị ẩn sĩ Bà La Môn ấy, vị ẩn sĩ Asita Dewala chất vấn, cật vấn, nạn vấn về vấn đề sanh chủng, chất tí quá đáp của họ, không có thể đáp ứng được. Làm sao nay ông bị ta chất chấn, cật vấn, nạn vấn về vấn đề sanh chủng của ông lại có thể đáp ứng được, khi ông cùng một đạo sư với họ không có binh á? Người biết sử dụng đồ thìa, người biết sử dụng thìa đổ sữa làm lễ tế tự. Khi được nói vậy, thanh niên Asalayana bạch Thế Tôn: thật vi diệu thay tôn giả của ta, thật vi diệu thay tôn giả của ta, như người vẫn đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được tôn giả Gotama dùng nhiều phương tiện trình bày, giải thích. Con xin quy y Thế Tôn, quy y pháp và quy y chúng tỳ kheo. Mong tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử. Từ nay cho đến mạng chung, con xin trọn đời quy ngưỡng. Dạ, Nam Mô Bích Thầy Giá Chánh Kinh ở đây là chấm dứt. Chúng con cũng thỉnh Thượng Tọa Pháp Tân từ bi thuyết giảng bài học. Dạ, Nam Mô Bích Thầy Giá, Nam Mô Tham Mai Giá, Nam Mô Sang Hải Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tuệ Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Tâm Minh Hạnh, Đức Pháp Tính cùng Sư Nguyên Thông. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý vị cho biết đã nghe rõ. Dạ, quý vị có nghe được không ạ? Dạ, kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học cái bài kinh số
93 ở đây bài kinh Asala Yana. Thì trong cái nội dung của bài kinh này đó thì được kể lại cái câu chuyện của một cái thanh niên, thiếu niên tên là Asala Yatana Layana. Thì thanh niên này, thiếu niên này còn trẻ, có lẽ là cũng thông theo cái truyền thống của những người Bà La Môn á, cho nên là họ cũng thông thuộc kinh Veda theo cái truyền thống của Bà La Môn. Và đó là thì những cái vị Bà La Môn á, thì họ luôn luôn có một cái suy nghĩ rằng giai cấp Bà La Môn là giai cấp cao quý nhất trong cuộc đời này. Và họ được biết, họ nói Đức Phật, họ cho rằng Đức Phật là bởi vì những giai cấp, từ giai cấp Bà La Môn, rồi giai cấp Sát Đế Lệ, tức là vua chúa, rồi giai cấp những cái người thương buôn, cho đến những cái người nô lệ đó, thì đều có thể giác ngộ, đều có thể tu tập, đều có thể giác ngộ được. Đúng. Cho nên là họ muốn cử, tức là yêu cầu thanh niên, thiếu niên Asalayana này đến để mà phục dẫn Đức Phật. Bởi vì theo với cái sự suy nghĩ của thiếu niên, mặc dù là cái người mà thông thuộc những cái thánh kinh Veda của cái truyền thống của Bà La Môn, những người rất là giỏi, nhưng mà rồi đó thì khi mà nghe nói đến để mà cập vấn Đức Phật á, về vấn đề cái suy nghĩ cũng như là cái luận điểm của Đức Phật về mỗi cái giai cấp đều có sự đồng đẳng như nhau, là vì mỗi đối với Đức Phật, đối với Đạo Phật thì ai không phải là người sanh ra từ ở trong một cái giai cấp nào gọi là cao quý, không phải là giai cấp Bà La Môn là cao quý, mà cũng không phải là giai cấp Sát Đế Lợi là cao quý, vân vân, mà là do cái việc, cái hành động của con người, hành động của con người đó, nó trở nên cao quý hay là không cao quý. Và mọi người đó có thể là có cái sự giác ngộ được hết, chứ không phải là để dành riêng cho một giai cấp nào duy nhất, như là Đạo Bà La Môn họ quan niệm. Cho nên là thanh niên, thiếu niên Asala Yatana này, là Yatana này nè, muốn, không muốn đến để mà cầu vấn Đức Phật. Sau ba lần đề nghị như vậy, và cuối cùng thì thiếu niên này cũng đã đến, mặc dù là biết như vậy nhưng mà nhận trọng trách để mà đến để mà hỏi Đức Phật về vấn đề đó. Thì được biết đó là thiếu niên Asala Yatana này đó thì đầu thì cạo, nhưng mà thì tuổi thì mới 16. Nhưng mà rồi đó thì thông suốt ba bộ Veda, rất là giỏi như vậy. Nhưng mà khi mà đến đó thì định hỏi Đức Phật về vấn đề đó, thì chúng ta biết rằng đối với cái truyền thống của người Ấn Độ xưa kia đó, thì họ phân hóa thành bốn cái giai cấp rất là nặng, rất là sâu rộng. Là vì đối với những cái người Đạo Bà La Môn, những cái dòng, thứ nhất là cái dòng dõi Bà La Môn, thứ hai là họ chia ra cái dòng dõi Sát Đế Lệ, tức là dòng dõi vua chúa, giai cấp vua chúa, rồi cái một nữa, cái thứ ba nữa là dòng dõi của những cái người mà giống như là những cái người mà có địa vị ở trong xã hội, tức là những cái người thương buôn, là những cái người mà có địa vị trong xã hội. Và cái giai cấp cuối cùng á, tức là giai cấp nô lệ, giai cấp nô lệ.
Thì điều đó mà mình ngày nay đó chúng ta thấy rằng nhiều khi rồi cái người Ấn Độ xưa kia từ thời Đức Phật thì chúng ta cũng đã đọc ở trong kinh, thì chúng ta cũng gặp những cái tình trạng như vậy rồi, gặp có những cái phân hóa giai cấp như vậy rồi. Và ngày hôm nay đó thì ở Ấn Độ chúng ta, nếu mà chúng ta có đi qua bển thì nó cũng còn những cái điều đó mà chúng ta cũng thường gặp như vậy. Chúng tôi có nghe nói là những cái giai cấp thấp như vậy thì nhiều khi rồi bị người ta đối xử tệ bạc đó, nhưng mà rồi đó thì cũng phải cắn răng chịu đựng, bởi vì ở giai cấp thấp. Thì điều này nó đã đi sâu vào ở trong cái suy nghĩ tập quán văn hóa, và do cái tôn giáo Bà La Môn á, từ ngàn xưa tới giờ. Thì Đức Phật á, thì chúng ta thấy rằng ở trong đạo Phật á, thì khi mà nhìn lại ở trong đạo Phật á, thì những cái vị thánh đệ tử của Đức Phật á, khi mà xuất gia vào trong Phật pháp này rồi đó, ví dụ như chúng ta thấy rằng ngài Ubali, ngài xuất thân là một cái người thợ cạo, thì nếu mà nói là giai cấp á, thì là giai cấp, nhưng mà ngài xuất gia trước với lại những cái vị Dương Tôn Công Tử trước kia đó, thì khi mà ngài đã vào trong một cái tăng đoàn rồi đó, thì ngài vẫn là một cái vị trưởng lão. Và điều đó cho chúng ta thấy rằng dù là giai cấp nào đi nữa thì cũng trở thành một cái bậc thánh, nếu mà có sự nỗ lực tu tập á, thì cũng trở thành một bậc thánh như ngài Ubali hay hoặc là các cái Dương Tôn Công Tử khác thì cũng vậy, nếu mà có sự nỗ lực. Còn nếu như một người mà không có cái sự tu tập, không có sự nỗ lực á, dù giai cấp nào đi nữa thì đối với trong Phật pháp á, thì nó cũng không có cái giá trị, không có cái sự lợi ích. Và đối với Đức Phật thì Đức Phật ngài nói rằng là mọi người có thể tu tập và có thể giác ngộ dù là ở giai cấp nào. Thì chúng ta thấy thiếu niên Asala Giá Ná này đó, tức là không muốn đến để mà diện kiến Đức Phật, mặc dù được đề nghị ba lần để mà đến diện kiến thì cật vấn Đức Phật như vậy, nhưng mà cuối cùng thì cũng phải chịu, đành phải chịu, giống như là một cái sự bắt buộc mà thiếu niên này đến để mà gặp Đức Phật. Thì đối với Đức Phật thì Đức Phật ngài dạy như thế nào? Thì đối với Đức Phật thì ngài dạy rằng cái sự phân biệt giai cấp đó đó, giai cấp xã hội đó, thì chúng ta thấy rằng ở Ấn Độ nói riêng cũng như là đây đó, đó trong các cái quốc gia, rồi tùy vào cái văn hóa, rồi tùy theo cái quan điểm của mỗi người đó thì tùy. Giống như là chúng ta thấy rằng là ở Ấn Độ thì chúng ta gặp là bốn cái giai cấp như vậy, rồi người Bà La Môn á, những người đạo Bà La Môn á, thì họ cho rằng cái giai cấp của Bà La Môn là giai cấp cao quý nhất, bởi vì họ được sanh ra từ miệng của một vị trời Phạm Thiên, họ cho rằng như vậy, họ cho rằng như vậy. Hay hoặc là giai cấp vua chúa thì sanh ra từ ở cái ngực Phạm Thiên chẳng hạn, rồi xây ra từ cái bụng, rồi đầu gối ra bằng chân, thì họ tự phân ra như vậy. Nhưng mà rồi đó thì ở đây đó là họ nói họ có quyền, và chính vì cái giai cấp của họ, giai cấp Bà La Môn là giai cấp cao quý như vậy đó, là giai cấp gọi là thanh tịnh. Và chúng ta thấy rằng là mỗi một cái quan điểm của mình á, quan điểm của mình á, thì nó hoàn toàn không có chính xác. Theo cái truyền thống xưa kia cũng vậy, và cho những cái tập quán ở một cái địa phương nào cũng vậy, nó cũng không hoàn toàn chính xác. Và theo trong đạo Phật á, thì rõ ràng là cái hành vi của con người đó, cái hành vi của con người á, nó mới trở thành cái cao quý hay là cái hạ liệt, cái tốt hay là cái xấu, chứ không phải là ở tại nơi cái giai cấp. Cho nên về vấn đề mà quan niệm về giai cấp, cái người này cao hay là người kia thấp đó, thì chúng ta thấy rằng nó rất là đa dạng. Rồi đó thì người Ấn Độ xưa kia thì họ quan niệm cái tôn giáo mà gọi là từ ngàn xưa tới giờ đối với người Ấn Độ, thì Đức Phật thì ngài có mặt tại Ấn Độ, ngài sinh ra tại Ấn Độ, cho nên là cái suy nghĩ của những cái người Bà La Môn xưa kia
và cái quan điểm chung của những cái người như vậy thì họ luôn luôn cho rằng như vậy. Và Đức Phật thì là một cái vị giác ngộ, một vị Phật mà một vị mà giác ngộ thấu rõ được cái ngọn ngành của hạnh nghiệp của chúng sanh, chứ không phải là theo cái truyền thống mà đã được áp đặt từ xưa tới nay đối với đạo Bà La Môn. Và vì vậy đó cho nên là khi mà thanh niên này đến hỏi Đức Phật, chào hỏi thăm rồi đó, thì thanh niên Asala Yana này đó thì thưa với Đức Phật là chỉ có Bà La Môn là giai cấp tối thượng, và chỉ có Bà La Môn là giai cấp thanh tịnh, và chỉ có Bà La Môn thì mới là con sáu chính thống của Phạm Thiên. Tự họ định đặt ra như vậy. Mà đối với những người đạo Bà La Môn thì họ quan điểm như vậy. Thì Đức Phật ngài, Đức Phật ở đây đó là ngài mới nói rằng, nhưng ngài Đức Phật ngài mới hỏi lại với lại thiếu niên Asalayana như thế này: những nữ Bà La Môn á thải đều mang thai rồi sinh con rồi cho con bú rồi tất cả những điều đó đó thì cũng sinh con như bao nhiêu người khác, và như vậy đó thì nếu mà nói rằng một người Bà La Môn, người dòng dõi Bà La Môn mà sinh ra từ ở miệng Phạm Tiên thì nó phi lý, nó không đúng. Bởi vì ngay cả vua chúa thì cũng sinh ra từ ở nơi cái người mẹ, người phụ nữ. Rồi là ngay cả Bà La Môn, những cái người dòng Bà La Môn thì cũng sinh ra từ ở nơi cái người phụ nữ. Rồi là giai cấp thương buôn hay là giai cấp nô lệ cũng sinh ra từ ở nơi người phụ nữ. Đức Phật ngài nói như vậy, chứ không phải là sanh ra từ ở một Phạm Thiên hay là từ ở một nơi nào, mà đối với những người Bà La Môn thì họ quan niệm như vậy. Họ quan niệm rằng cho rằng là những người Bà La Môn, dòng dõi Bà La Môn, giai cấp Bà La Môn sanh ra từ miệng Phạm Thiên. Rồi giai cấp vua chúa thì sanh ra từ ở cái bụng của Phạm Thiên. Rồi giai cấp của những cái người mà thương buôn rồi đó thì sanh ra từ cái đầu gối của Phạm Thiên. Rồi là những cái người nô lệ là sanh ra từ ở cái bàn chân của Phạm Thiên. Và do vậy đó thì những cái giai cấp kia đó, giai cấp thấp đó, không có quyền và không thể nói đó là thanh tịnh theo quan điểm của người Bà La Môn như vậy. Nhưng mà đối với Đức Phật thì cái việc mà khi mà một người dù là giai cấp nào đi nữa thì cái sự mà thọ thai cũng giống như nhau thôi. Cũng là người mẹ, cũng sinh ra, rồi cũng quan hệ, rồi cũng sinh ra, rồi là cũng như bao nhiêu người khác, cũng không có khác gì hết. Sự phân chia giai cấp này đó thì chúng ta thấy rằng là cũng tùy vào mỗi một cái quốc gia, rồi mỗi một quốc độ, rồi là mỗi một nơi nó đều khác với nhau. Chúng ta thấy rằng ở đây đó thì nhiều khi đó là tùy vào mỗi người, nơi. Có nơi thì người ta thấy rằng là người phụ nữ có cái nhân quyền, có một cái đối xử được tốt hơn. Rồi có một nơi thì người phụ nữ được đối xử tốt hơn. Nhưng mà rồi có những nơi thì chúng ta thấy rằng, chúng tôi nhớ có một lần đọc đâu đó thì có nhiều cái người phụ nữ, có nhiều người đàn ông, một người vợ mà có nhiều người chồng. Thì chúng ta thấy rằng nó tùy theo cái văn hóa, rồi tùy theo tập quán của mỗi nơi. Và do vậy đó thì đối với cái người mà nào cũng vậy, ở trong quốc độ nào thì nếu mà cái người đó là chủ nhân á, thì có không hẳn là giờ họ là chủ nhân, nhưng mình biết đời sau họ trở thành những cái người mà đầy tớ sao,
rồi hoặc là những cái người mà đầy tớ bây giờ nhưng mà mai mốt sau thì họ trở thành những vũ nhân sao, thì điều đó nó có thể trở ra, bởi vì luân hồi mà. Nhà luân hồi, ngay nhiều khi chúng ta thấy rằng cái nghiệp báo trong cuộc đời sống á, nhiều khi rồi mình thấy ở trong đời sống này nè, hiện tại đây nè, kiếp hiện tại đó, có nghĩa là người ta nói một cái câu là nhiều khi rồi không có ai giàu ba họ mà cũng không ai khó ba đời. Có nghĩa là có khi đó thì đời ông cha của chúng ta giàu, rồi có địa vị trong xã hội, nhưng mà tới thời đời thời của mình á, thì nó không được như vậy. Nhưng mà biết đâu là đời trước của ông cha của mình á, thì nó không được tốt đẹp, nhưng mà tới thời của mình này thì nó sang cả. Thì ở đây chúng ta thấy rằng nó tùy thuộc vào cái, nếu mình nói trong Phật Pháp á, nó tùy thuộc vào cái phước của mỗi người, tùy thuộc vào cái phước của mỗi người. Và khi mà có phước như vậy thì chúng ta sẽ có được những cái sự thuận lợi nhất ở trong cái đời sống. Còn nếu mà thi kém phước một chút á, thì có nhiều cái bất lợi ở trong cái cuộc sống, có nhiều cái trở ngại ở trong cái cuộc sống. Đó là như vậy. Và khi mà mình nói luân hồi á, thì đời sống á, thì chúng ta chịu tương tác bởi nghiệp, nghiệp thiện và nghiệp bất thiện. Cho nên là có thể rằng là ngay trong hiện tại này, hoặc là có thể ở trong kiếp sau, kiếp kế tiếp. Cho nên là có khi thì luân hồi mà, có khi thì chúng ta làm cha, làm mẹ, có khi làm con, rồi có khi làm đầy tớ, có khi làm chủ nhân, thì cái chuyện đó nó sẽ xảy ra, nó có ở trong đời sống. Chứ không phải là làm chủ nhân là chủ nhân hoài, cũng không phải là làm đầy tớ hoài. Đó là như vậy. Rồi ở đây đó, chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật á, thì con người dù giai cấp nào đi nữa, thì khi mà mình tạo cái ác nghiệp á, thì dù là ai đi nữa thì cái người đó cũng phải chịu quả khổ thôi. Chịu quả khổ thôi. Cho nên á, mình nói nè, giống như là cái người mà giống như ông vua đi, hoặc là ông quan đi, ông có thể là vì bảo vệ đất nước, bảo vệ giang sơn, rồi bảo vệ ngai vàng ấy chứ gì. Ông ra lệnh một cái, có quyền mà, ra lệnh một cái. Thì khi mà ra lệnh như vậy, dù là cái quyết sách đó nó có đúng đắn hay là không, nhưng mà khi mà tạo cái ác nghiệp, ra lệnh để giết người, thì cũng bị mang cái nghiệp thôi. Cũng bị mang cái nghiệp thôi. Tạo cái ác nghiệp. Mà chúng ta cũng biết đó là, mà mình sát sanh á, một người mà sát sanh thì đỏ mạng, sát sanh thì đỏ mạng. Hảo mà mình sát hại thì mình sẽ bị chết yểu, chết yểu. Đó là như vậy. Mình hành hạ chúng sanh khác á, thì mình sẽ là bị bệnh hoạn ốm đau thường xuyên, nếu mà mình là do nghiệp, nếu là do nghiệp. Rồi mình lấy của không cho của người khác á, thì mình sanh lên đời á, mình sẽ nghèo khốn khó khó, hèn hạ, vân vân. Rồi thí dụ như mình tà hạnh á, thì mình sanh vào loài sanh ngạ quỷ, sanh địa ngục, hoặc là mình sanh vào cái loài bàn sanh, thì do cái gì? Do cái ác nghiệp mình tạo. Cái người nào cũng vậy, vua chúa mà tạo ác nghiệp cũng vậy, mà bà la môn cũng vậy, sanh dòng bà la môn á, thì cũng chơi do cha mẹ sanh thôi. Do cha mẹ sanh. Và khi mà sanh vào bà la môn á, nếu mà không có tạo cái ác nghiệp thì những người trong dòng dõi bà la môn cũng phải chịu quả y chang vậy luôn, cũng chịu quả khổ, quả khổ. Rồi cái người mà nói láo, hay là các nói láo, nói lưỡi hai chiều, hay hoặc cắt cẩu đó, phù kiếm đó, thì do cái khẩu nghiệp của họ, họ tạo cái khẩu nghiệp bất thiện, thì họ cũng phải lãnh lấy cái quả khổ, chứ không ai mà tránh khỏi. Cho nên là cái người nào mà tạo cái ác nghiệp đó, thì dù là giai cấp nào cũng được, giai cấp nào, giai cấp bà la môn, giai cấp vua chúa, hay giai cấp thương buôn, hay giai cấp nô lệ, thì cũng phải chịu quả báo giống nhau, không ai mà tránh khỏi. Chứ không phải là những người bà la môn là thanh tịnh mà không bị quả báo, không phải là vua chúa mà có quyền bính ở trong tay gọi là không bị quả báo xấu do khi mà tạo ác nghiệp, cũng không phải là do cái người mà nô lệ mà họ tạo ác nghiệp họ không lãnh lấy quả báo,
Cho nên ở đây đó là hả, cái người nào mà tạo ác nghiệp, bởi vì cái ác nghiệp là do mình tạo, và cái ác nghiệp đó, đó nó sẽ có cái quả đưa đến khổ sầu ở trong lai, thì điều đó không ai tránh khỏi. Thì khi mà quả mà khổ sầu đó, chúng ta đọc ở trong kinh Pháp Cú, một con Đức Phật ngày dạy là không trên trời giữa biển, không lánh vào động núi, không chỗ nào trên đời trốn được quả ác nghiệp. Đó là như vậy. Cho nên cái người mà tạo ác nghiệp á, thì dù là giai cấp nào đi nữa, thì cái người đó họ cũng phải lãnh lấy quả báo. Không sớm thì chạy, không hiện tại thì cũng tương lai. Có những cái ác nghiệp nó trổ ra ngay trong đời sống hiện tại, và có những cái nghiệp nó trổ ra ở trong đời sống kế tiếp, và có những cái nghiệp nó trổ ra bất cứ một đời nào ở trong kiếp luân hồi của mình. Cho nên là dù mình khi mà mình tạo ác nghiệp rồi thì nó sẽ sớm muộn nó cũng sẽ trổ ra, bằng với cái thân nghiệp bất thiện, khẩu nghiệp bất thiện và ý nghiệp bất thiện. Và nếu như với cái tâm mà sân hận tà kiến, tâm tham sân hận tà kiến như vậy nó khởi lên để tạo cái ác nghiệp, thì cái điều đó, cái điều gì chờ sẵn đối với những chúng sinh đó, những cái người đó, đó là các cái ác thú, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Atula chờ đợi với đối với họ. Thì bây giờ khi mà Đức Phật nói là một người mà làm thiện thì chắc chắn được quả lành, thì dù là người nào cũng vậy. Dòng dõi Bà La Môn nếu mà tạo được nghiệp thiện thì họ cũng được quả lành, được quả lành. Mà dòng dõi mà giai cấp mà sát đế lệ hay là giai cấp của nô lệ đi nữa, thì không phải là dòng Bà La Môn đi nữa, thì cũng là khi mà tạo được cái thiện nghiệp thì cũng được cái quả lành. Chứ không phải là để dành cho người này mà không để dành cho người kia. Luật nhân quả hay là nghiệp báo thì nó phải là công bằng. Nó phải công bằng. Công bằng ở chỗ là chúng ta tương tác như thế nào thì nó sẽ có quả như thế ấy. Nếu một người mà tạo cái nghiệp lành, tức là cái thiện nghiệp của mình làm, cái điều thiện của mình làm bằng cái việc là gì? Mình từ bỏ sát sanh. Mình từ bỏ sát sanh. Thay vì một người là sát sanh thì bây giờ là từ bỏ sát sanh. Một người từ bỏ sát sanh, rồi từ bỏ tà hạnh, hay là từ bỏ trộm cắp, từ bỏ nói lưỡi hai chiều, từ bỏ nói dối, từ bỏ nói lời ác khẩu, phù phiếm, vân vân. Nếu một người mà chủ ý mà mình tránh xa những cái lời nói, hành động hay là việc làm của mình, không tạo cái nghiệp bất thiện, mà mình ngược lại mình tạo cái nghiệp thiện, thì bây giờ nếu như một người mà tạo nghiệp thiện là gì? Chúng ta thấy rằng nếu mà không sát sanh thì mình nuôi dưỡng cái tâm từ của mình, nuôi dưỡng tâm từ. Một người mà nuôi dưỡng cái tâm từ của mình thì cái người đó họ luôn luôn có cái sự mát mẻ, họ luôn luôn có được sự an vui, luôn luôn có bạn tốt, luôn luôn có thầy tốt, luôn luôn có những cái chư thiên cũng như là những cái người chung quanh ái mến, quý mến, bởi vì những người đó tu tập tâm từ, tu tập tâm từ. Người không có trộm cắp mà ngược lại đó mình bố thí, ngược lại bố thí theo nhiều cái hình thức. Một người mà không có trộm cắp mà mình bố thí, không có sang đoạt của ai, dù là lớn hay là nhỏ, nhiều hay ít, chúng ta không có sang đoạt chiếm đoạt của ai, mà ngược lại chúng ta bố thí, chúng ta chia sẻ bố thí với những cái người chung quanh, đối với tăng chúng, đối với những người chung quanh như vậy, thì chúng ta thấy rằng nếu như một người mà biết bố thí, là có những cái người gọi là được mọi người ái mến, được bạn lành, được mọi người tán thán, được mọi người ca ngợi, thì đó là cái quả của những cái người, cái nhân, cái quả do cái nhân của cái người mà tạo cái nghiệp thiện là do cái sự bố thí. Cho nên là họ có được cái quả là được mọi người biết đến họ, mọi người quý mến đến với họ. Đó là cái gì? Là do họ có thực hiện cái pháp bố thí. Một người mà không có nói dối thì luôn luôn nói những lời chân thật, nói những lời hòa ái, nói những lời đúng đắn, nói những lời đoàn kết hòa hợp. Thì nói như vậy đó là nói
gọi là cái khẩu nghiệp thanh tịnh, có cái khẩu nghiệp thanh tịnh. Như vậy thì cái người nào nói cái lời nói tốt, cái hành động tốt và cái suy nghĩ, tức là cái tâm suy nghĩ tốt đó, thì luôn luôn có cái quả lành. Quả lành thì bất một cái người nào, cái giai cấp nào, giai cấp Bà La Môn hay là giai cấp Sát Đế Lệ là vua chúa, hay là giai cấp nô lệ, hay là giai cấp thương buôn, thì người nào làm điều thiện thì luôn luôn có cái quả báo, quả lành ở trong cái tương lai mà người đó đã tạo. Cho nên là cái việc lành ở đây đó là không phải là để dành cho một ai. Nếu một người có sự tâm mà từ bỏ việc ác, thực hiện cái việc lành, thì cái quả lành này đó luôn 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 có được cái sự an lạc ở trong cái đời sống. Và đối với một cái người tu cũng vậy, khi mà mình trưởng dưỡng cái tâm thiện, tu tập cái tâm thiện, trưởng dưỡng cái tâm thiện của mình, thì cái người đó có được cái sự tiến bộ ở trong cái đời sống tu tập, mà do là cái người đó có tu tập. Và khi mà thân hoại mệnh chung thì cái người đó chưa được giải thoát á, thì người đó cũng được sanh ở các cái thiện thú, các cái cảnh giới an vui, do rằng là tạo cái tích, tạo cái thiện nghiệp. Thì dù là giai cấp nào đi nữa, thì khi mà tu tập á, thì cái sở đắc á, cái sự chứng đắc á, cũng giống như nhau, chứ không có khác. Khi mà Đức Phật Ngài nói rằng này Asa-la-jana, ông nghĩ nào, chỉ có Bà La Môn mới có thể là thể ở quốc độ này tu tập tâm từ, không hận, không sân, khát giá không thể được, quét sát không thể được, xuất đá không thể được, vân vân. Thì ở đây đó là chúng ta thấy rằng là dù là giai cấp nào đi nữa, nhưng mà cái người đó họ có tu tập về tâm từ, có tu tập về tâm từ, thì không phải là chỉ những người Bà La Môn mới có là tu tập tâm từ. Cho nên chỉ có khác nhau ở chỗ là cái người mà không tu tập tâm từ nó mới khác. Còn tu tập tâm từ thì người nào cũng có thể tu tập tâm từ. Nếu mà mình có cái sự nỗ lực á, thì mình tu tập được cái tâm từ á, thì dù là Bà La Môn hay là những cái người giai cấp thấp đi nữa, thì họ cũng tu tập được, cũng tu tập được. Và khi mà cái lớn nhất á, là cái một người mà trưởng dưỡng được cái tâm từ của mình, không sân hận, thì ở đó, đó là một cái chất liệu tốt để giúp cho cái sự tu tập, sự tiến hóa của một cái người nào đó, dù là giai cấp nào. Hoặc là chính vì cái tập tâm từ này mà nó làm lan tỏa đến tất cả với mọi người, tạo cái sự an vui, tạo cái sự an lạc đến cho những người chung quanh, do cái người đã tu tập về tâm từ. Cho nên là có nhiều khi đó chúng ta thấy rằng mình nói, mình có nhiều người nói là xuất thân từ như thế này, hoặc là xuất thân như thế nơi tới kia. Ngay cả những cái người mà chúng ta thấy rằng có trình độ, có trí thức, nhưng mà nhiều khi rồi cũng làm những chuyện sằng bậy. Nhưng mà có những cái người mà tuy là họ là bình thường thôi, bình thường ở trong xã hội này, họ cũng không là gì, nhưng mà họ vẫn họ làm được những cái việc mà mình nghĩ rằng đó là việc tốt, việc tốt. Họ không làm những điều xấu, thì nó cũng là một trong những cái hình ảnh mà chúng ta thấy rất là đẹp. Bởi vì vậy cho nên là khi mà tu, Đức Phật Ngài nói ở đây đó, là khi một người mà tu tập tâm từ như vậy đó, thì không sân hận với bất cứ một người nào, không có buồn, không có giận, mát mẻ với tất cả những mọi người chung quanh. Thì ở đây đó, nó không phải là dành riêng cho một người nào. Cho nên là khác nhau ở chỗ là không phải xuất thân từ ở cái dòng dõi nào, hay là giai cấp nào. Khác nhau là ở chỗ cái hành vi của con người, hành vi của con người. Và hành vi đó nó tốt hay xấu, cao thượng hay là hạ liệt, là do con người. Mà chúng ta cũng biết đó là chúng sanh cao sang hay thấp hèn là do cái hành động, do cái hành vi của con người là như vậy. Cho nên ở đây
Một người mà tu tập tâm từ thì dù là ở một cái giai cấp nào, không có giai cấp nào đi nữa, mà hả, người tu tập tâm từ thì luôn 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 tỏa sáng cho chính mình và tỏa sáng cho những người xung quanh. Tức là mình tạo nên những cái chất liệu mát mẻ, tạo nên những cái chất liệu mà ôn hòa, tạo nên cái sự bình an cho bản thân của mình và những người xung quanh do mình tu tập tâm từ. Và Đức Phật ngày nêu ở đây nữa đó là nếu một người theo như mỗi người đó thì họ cho rằng là đối với đạo Bà La Môn thì họ cho rằng cái khả năng mà tắm ở sông Hằng nó mới có tẩy sạch được cái giai cấp, khả năng mà tẩy sạch được trần ở trong các cái cấp cũng được, làm được. Thì đây đó ta thấy rằng là nếu mà nói rằng là Đức Phật ngày nói này Asalayana đó, ông nghĩ thế nào, chỉ có Bà La Môn mới có thể sau khi cầm cào lưng và bột tắm đi đến tắm sông sạch sẽ, bụi bặm khát ti giá không được, quét xác không được, xuất đá không được, thể không phải vậy. Thưa Sa Môn Gotama, khát ti giá cũng có thể sau khi cầm cào lưng và bột tắm đi đến sông tắm bụi bặm Bà La Môn cũng được, cũng vậy. Tôn giả Gotama cũng vậy. Như vậy thì ở đây đó chúng ta thấy rằng cả những giai cấp này đó, cả bốn giai cấp này đó, thì họ cũng có thể đi tắm bằng bụi bặm được. Thì ở đây cũng như vậy, với một người mà muốn tẩy sạch được những cái điều gì đó thì tự người đó nỗ lực. Và nếu mà dòng sông đó nó có thể tẩy được cái tội lỗi đó, thì có lẽ là ai cũng được tẩy tội lỗi, chứ cũng không phải riêng ai. Và ở đây đó là cái người mà có sự tu tập á, tự mình tẩy được cái trần cấu của chính mình, tức là những cái ác nghiệp, cái thân nghiệp bất thiện, khẩu nghiệp bất thiện và ý nghiệp bất thiện, thì ai cũng có thể làm được, chứ cũng không phải là riêng dòng dõi Bà La Môn, mà cũng không phải là nói rằng cái dòng sông đó nó có khả năng để tẩy sạch, ai cũng có thể làm được. Thì việc mà ở đây đó là ai cũng có thể làm được những việc đó. Giống như trong cái truyền thống của Bà La Môn á, thì họ có gọi là thờ thần lửa. Thì cái thờ thần lửa đó, đối với những người Bà La Môn thì họ nói rằng họ để dành, giống như họ được cái quyền để thờ lửa, thờ thần lửa. Và ở đây thì chúng ta thấy rằng là dù là ai, giống như là một vị vua vậy đó, làm lễ quán đảnh rồi họp thần dân lại, thì khi mà họ làm lễ quán đảnh như vậy thì họ sau này vị hoàng tử đó họ sẽ trở thành một cái vị vua ở trong tương lai. Thì cũng như vậy, đối với một cái người mà cái người thuộc về mình đã có làm lễ quán đảnh rồi, mình có nỗ lực học theo cái nghi thức, hoặc là dòng từ là cái dòng dõi của vua chúa, rồi học theo các nghi thức của những vị vua, rồi để sau này rồi học kiến thức của những cái vị vua để sau này trở thành một vị vua. Thì cũng như vậy, đối với một cái người mà tu tập cũng vậy, tức là một người tức là mình biết được những cái việc cần làm để trở thành vua. Một cái người tu tập muốn để trở thành một cái người mà tu tập giải thoát đó, tu tập để được an lạc đó, là tự mình thanh lọc cho chính mình, thanh lọc cho chính mình. Và ở đây đó thì khi mà mình nói đến những cái điều này đối với những Bà La Môn á, thì ở đây ví dụ cũng giống như là một cái điều đó là Đức Phật ngài nói ở đây đó là với thanh niên Asalayana này đó, là ông nghĩ thế nào khi một người nam khất ti giá, tức là dòng dõi vua chúa, và nữ Bà La Môn mà kết hôn với nhau á, thì khi mà họ sanh con ra đó
thì con họ sẽ giống, hoặc là giống cha, hoặc là giống mẹ, hoặc là giống cha giống mẹ, chứ không thể nói rằng không giống được. Hoặc là giống cha giống mẹ thì có thể gọi người đó là Bà La Môn, có thể gọi đó là dòng vua chúa Khất Ti Giá chẳng hạn. Thì ở đây đó thì chúng ta thấy rằng là đối với một cái người như vậy thì khi mà Đức Phật này ví dụ giống như là cái con ngựa mà nó giao phối với cái con lừa để rồi nó sinh ra con la, thì con la ấy sinh ra từ ở nơi con ngựa cái và con lừa, thì sự giống nhau và khác nhau. Thì ở đây đó chúng ta thấy rằng là cả hai gọi nó là con la, nhưng mà nó lại là do con ngựa và con lừa để trở thành một cái con la. Thì đối với một cái người mà đọc tụng thánh điển đó, ở đây đó là một cái người mà đọc tụng thánh điển đó, thì người đọc tụng thánh điển được tôn trọng chứ không phải là cái người những chúng sanh khác. Thì đối với những cái người Bà La Môn á, thì họ quan niệm là những cái người mà thuộc thánh điển là cái người mà cao quý. Thì cũng như vậy, đối với cái trong Phật pháp á, thì một cái người mà có cái đời sống phạm hạnh, một cái người có cái sự tu tập bằng với cái thân, khẩu và ý, thì cái người đó sẽ được tôn trọng, sẽ được kính trọng. Bởi vì sao? Bởi vì cái chỗ là nếu như một người mà được, một người mà dù là chúng ta xuất thân từ như thế nào, nhưng mà một người có tu tập, tức là ở đây muốn nói tức là cái người có thân, khẩu, ý được tốt đẹp, có giới hạnh, rồi có đời sống nội tâm tu tập tốt như vậy, thì người đó sẽ được tôn trọng, được kính trọng và được cúng dường. Thì đối với một cái người mà thông hiểu thánh điển nè, rồi thọ trì giới nè, rồi hành thiện pháp, thì ở đây đối với cái người đó thì sẽ được tôn trọng, sẽ được cúng dường. Thì cũng như vậy, không phải là cái người Bà La Môn mà nếu như một cái người mà sanh trong Bà La Môn mà không làm những việc đó, tức là không thuộc thánh điển, rồi không có trì giới, rồi không có thực hành thiện pháp, thì như vậy có đáng để tôn trọng, có đáng để thực, có đáng để cúng dường hay không? Hay là những cái người dù là giai cấp thấp đi nữa, giai cấp nào đi nữa, nhưng mà họ làm được những việc đó, tức là họ trì giới, rồi họ thuộc thông hiểu thánh điển, rồi họ thực hành những thiện pháp, thì người đó đáng được tôn trọng, đáng được cái cúng dường, rồi đáng được tế đàn. Đó là một trong những cái điều mà rất là có phước của một cái người. Thì Đức Phật Ngài muốn nói ở đây đó là với một cái người mà có cái sự nỗ lực tu tập, từ cái việc mà thông hiểu, giống như mình nói trong Phật giáo, trong Phật pháp đó, là cái người mà hiểu được Phật pháp, hiểu được kinh lực luận, rồi cái người mà tự thực hành cái đời sống phạm hạnh này, rồi thực hành những cái thiện pháp ở trong đời sống hàng ngày, thì phải nói rằng dù là như thế nào đi nữa, thì cái người đó là cái người mà phải đáng được tôn trọng, đáng được kính lễ, đáng được cúng dường. Thì những cái người thực hành thiện pháp là như vậy, chứ không phải là cái người mà từ ở cái giai cấp hay quan điểm, rồi là suy nghĩ, rồi là người lớn hay người nhỏ, hay là giai cấp này hoặc là giai cấp kia, xuất thân từ như thế này thế nọ, mà là do cái việc làm của cái người đó, và cái người việc làm của người đó, cái hành động của người đó, nó trở nên cao quý hay là nó trở nên thấp kém, là ở chỗ cái hành động, cái hành động. Rồi ở đây đó là
khi mà Asalayana này đó từ đầu tới cuối không thể nói khác hơn những gì mà Đức Thế Tôn dạy và xấu hổ buồn bã. Bậc đạo sư đã an ủi bằng cái câu kệ, bằng những cái lời chuyện trước xưa. Thì bây giờ Đức Phật Ngài mới nhắc tới cái chuyện chuyện quá khứ. Ở đây đó thì chúng ta thấy rằng là dù là các vị ẩn sĩ, có 7 vị ẩn sĩ có muốn đọc chú thuật để mà làm cho cái vị kia nó xấu đi nữa, nhưng mà càng đọc thì cái vị kia đó, cái vị kia càng đẹp, càng đẹp càng tốt hơn nữa. Thì chúng ta thấy rằng cái vị ẩn sĩ tên là Asita Đê Quá này đó càng đẹp càng tốt hơn nữa, càng đẹp hơn nữa. Khi mà các vị ẩn sĩ này mới nghĩ rằng là mình là cái thần chú của mình đọc không có linh, thần chú mình đọc không có linh, không có y như ý mình được, làm cho những cái vị ẩn sĩ kia nó không không có xấu được. Và ở đây đó chúng ta thấy rằng là với một cái người mà có cái sự tập, và Đức Phật này nhắc đến cái đạo sĩ đó chính là tiền thân của Đức Phật, thì ở đây muốn nói là có một điều đó là cái điều gì đó chúng ta làm á là do chúng ta làm. Chúng ta tạo cái nghiệp bằng với những sự chủ tâm của chính mình, và điều đó nó không ai làm cho mình được tốt đẹp bằng chính bản thân của mình làm tốt đẹp. Chính bản thân của mình tự cho tự ta, trong kinh Pháp Cú dạy là tự mình làm cho mình được cao thượng, hay là tự mình làm cho mình bị hạ liệt. Điều đó không phải là ai làm cho mình được, làm cho mình được không phải do cha mẹ, không phải thân nhân làm thế. Chính tâm niệm chân chánh khiến người cao thượng hơn. Cho nên không có một cái gì mà bên ngoài, mà chính ở cái nơi cái người đó họ tự tu tập, tự làm được cái điều cao thượng. Thì chúng ta thấy rằng là qua cái bài kinh này đó thì muốn nói rõ là đối với những cái đạo Bà La Môn, đối với những người Bà La Môn, xã hội Ấn Độ xưa kia quan niệm về 4 cái giai cấp, từ giai cấp Bà La Môn, giai cấp vua chúa, giai cấp thương buôn và giai cấp nô lệ đó. Thì ở đây đó Đức Phật Ngài muốn nói rằng là cái hành động của con người, và không phải là dòng dõi Bà La Môn là dòng dõi cao quý, mà là do hành động của con người. Và Đức Phật Ngài đưa ra là từ ở cái việc mà thọ thai của cái người, bất cứ người nào, dòng dõi Bà La Môn hay vua chúa, thì cũng từ ở nơi cái người phụ nữ, từ nơi cái người phụ nữ sanh ra, không phải là do Phạm Thiên sanh ra từ miệng, từ từ bụng, hay là từ ngực, hay là từ đầu gối hay bàn chân, mà là ở nơi, do nơi cái hành động của con người. Và tất cả những cái người đó thì dù là giai cấp nào đi nữa, thì mình cũng có thể là tu tập về tâm từ để làm tỏa sáng. Và chính cái người mà tu tập như vậy đó thì tạo cái sự an vui cho chính mình. Không một người biết từ bỏ sát sanh, thân sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, nói dối, uống rượu, hoặc là nói những lời nói lưỡi đôi chiều, vân vân. Thì cái người biết từ bỏ như vậy và tạo cái việc lành, thì cái người đó luôn luôn có cái quả lành ở trong cái đời sống hiện tại cũng như là đời sống trong tương lai. Nếu như một người Bà La Môn hay là bất cứ ai mà tạo cái ác nghiệp, thì người bà dòng dõi Bà La Môn á, thì cũng phải chịu cái quả, cũng giống quả ác nghiệp cũng giống như nhau. Và ở đây đó thì dù gì đi nữa thì ở trong nội dung của bài kinh này, Đức Phật Ngài muốn nói đến là cái sự tự tạo của con người, và con người tạo nên cái sự tốt đẹp hay là thấp kém là do con người tạo ra, không phải là do cái dòng dõi Bà La Môn hay là dòng dõi nô lệ, mà là do cái hành động của con người trở nên tốt đẹp hay là thấp kém ở chỗ đó.
thì chúng tôi xin được chia sẻ bấy nhiêu lời trong cái nội dung của bài giảng hôm nay, bài kinh hôm nay, mặc dù là cũng còn nhiều cái ý sẽ để thỉnh chư tăng thảo luận bàn luận thêm trong nội dung của bài kinh hôm nay. Bây giờ thì chúng tôi xin được xuống mic. Sao tôi cứ dừng từ tổ Pháp Tường? Bạch thiên tổ thủy siêu, tường tổ có ở trước máy không? Nếu thiên tổ thủy siêu có mặt ở trước máy, xin tình thiên tổ hoàn nghị trả lời cho cô thảo luận đầu tiên. Một lần nữa xin được hỏi thiên tổ thủy siêu. Bạch thiên tổ thủy siêu có một điều đó là trong cái quan điểm thưởng thức, người ta nói như vậy là một á, là mình quan điểm là nam nữ bình đẳng. Hai đó là mình có kỳ thị nam nữ, chỉ có một trong hai thôi. Nếu mình không kỳ thị thì cứ là nam nữ phải bình đẳng. Và ở trong vấn đề giai cấp cũng vậy, người ta hiểu là một là có cái sự khác biệt giữa các giai cấp, hai là tất cả giai cấp đều phải đồng đẳng với nhau. Bây giờ người ta còn cổ võ cái chuyện gọi là đấu tranh giai cấp, xóa bỏ giai cấp. Thì nếu chúng ta đọc lời Đức Phật dạy đó, thì Đức Phật dạy rằng tất cả giai cấp đều có thể tu đắc đạo chứng quả. Tất cả giai cấp làm ác đó, thì đều quả khổ. Tất cả giai cấp làm lành đó, là đều có quả vui. Tất cả giai cấp có nỗ lực đều thành tựu. Nhưng mà phải chăng Đức Phật nói rằng thật ra các giai cấp không có khác biệt gì hết? Và tất cả giai cấp có hoàn toàn giống nhau không? Thì xin thỉnh ý kiến thượng tọa tuệ siêu về những này, kính thỉnh thượng tọa. Nam mô Bụt Thầy. Kính bạch Thế Tôn Đức, kính thưa quý Phật tử, khi bàn đến vấn đề các giai cấp có khác nhau không và có thể làm cho bình đẳng không, thì ở đây chúng ta cũng nên hiểu tận cùng với các nguyên nhân. Đức Phật Ngài vẫn luôn luôn chấp nhận và Ngài thuyết giảng về cái nhân sanh ra tạo ra một người ở cái giai cấp cao và giai cấp thấp. Ở trong bài kinh Chu Lắc Ca Máu Quý Phân Gáp Tử Nghiệp Phân Biệt thì Đức Phật Ngài nói rằng này Xuất Phát Tôi Đi Giác, những người nam nữ nào trong đời có cái tâm kiêu mạn hóng hách, không có cái sự cung kính các cái bậc trưởng thượng, bậc đáng kính trọng, thì những người đó do hạnh nghiệp này sau khi thân hoại mạng chung sẽ sanh vào khổ cảnh, và nếu trở lại là người sẽ là người sanh ở trong cái giai cấp hạ tiện. Và ngược lại này Xuất Phát Tôi Đi Giác, những người nam nữ nào trong đời này có cái tâm khiêm cung, nhún nhường,
đi kính trọng, bậc đáng kính trọng. Do cái hạnh nghiệp này mà sau khi mình chung được sanh về thiên giới, nếu trở lại là người thì sẽ là người ở trong cái giai cấp cao sang. Như vậy thì một điều mà chúng ta phải hiểu rằng là ở trong cái xã hội có người được cao sang hay là con người hạ lưu thấp hèn đều là do nhân, cái nghiệp của họ ở trong quá khứ đã tạo tốt hay là xấu. Cái điều đó đúng theo cái lý nhân quả. Bây giờ chúng ta thử hỏi, một người mà họ có cái thường cận y duyên, cái tâm cống cao ngã mạn, họ coi trời bằng vung, họ không kính trọng cha mẹ, họ không có kính trọng các bậc thầy dạy dỗ họ, họ không có kính trọng những người lớn tuổi trưởng thượng, không biết kính trọng các bậc sa môn bà la môn. Còn một người kia thì họ biết kính trọng cha mẹ, biết kính trọng các bậc thầy, biết kính trọng những người trưởng thượng lớn tuổi, biết kính trọng các sa môn và lâm môn, mà sống khiêm cung hạ mình nhún nhường. Thì thử hỏi chúng ta hình nhìn thấy hai hình ảnh đó, một con người rất dễ thương còn một người đáng ghét, thì khi vừa sanh lại đó, là một người ở cái giai cấp cao sang còn người giai cấp hèn hạ, thì tại sao chúng ta không nhìn nhân mà chúng ta lại xếp nghe hàng được? Cái nhân của họ đã tạo có cái sự cao thấp chênh lệch, thì tất nhiên cái quả đưa đến thì cũng có cái sự phân biệt cao thấp vậy. Đó là chúng ta nói trên cái bệnh viện nghiệp quả đưa đến cái giai cấp cao sang hay là hèn hạ. Nhưng mà bây giờ chúng ta nói ở một bệnh viện khác, ngay trong hiện tại, nếu một con người mà ở giai cấp cao sang như là giai cấp bà la môn hay giai cấp sắc đế lị, mà họ cho rằng chỉ có giai cấp của họ là cao sang, là tốt đẹp hơn các cái giai cấp khác, và họ coi thường những cái giai cấp quế sáng hay là xuất đáng, họ hành hạ đánh đập, thì cái trường hợp này lại là một cái vấn đề đáng nói. Tức là họ làm như vậy là họ sai. Trước đây vì họ tạo cái nghiệp tốt nên bây giờ họ được cao sang. Nhưng mà ngay trong hiện tại họ bắt đầu khinh thường người khác, thì như vậy rõ ràng là họ đã tự đánh giá thấp mình, tự làm cho mình thấp xuống. Tại sao vậy? Nghiệp cũ
thì do đã làm như vậy cho nên nó xếp đặt cái quả gì tồn tại trong hiện tại. Nhưng mà hiện tại con người vẫn có thể nỗ lực ở bốn giai cấp. Người nào nỗ lực làm thiện thì người đó vẫn có cái sự tốt đẹp trong tương lai. Thì như vậy ở đây là cái vấn đề mà bình đẳng giai cấp đó, là chỉ nói khi nào mà mình là người ở giai cấp cao quý thì mình nên có cái cách xử sự biết tôn trọng giữa con người và con người. Và chúng ta nghĩ rằng là người đó mặc dầu nghèo khổ, làm những cái nghề nghiệp nó không có được cao sang, nhưng nếu người đó là người biết tu tỉnh, biết sống hướng thiện và biết làm những cái việc tốt đẹp thì như vậy người đó cũng là cái người cao sang, người cao quý, đáng cho mình tôn trọng. Cái đó là nói về cái người đang ở cái giai cấp cao, họ phải sống bình đẳng như vậy. Nhưng mà nếu là một người ở cái giai cấp thấp, trong khi họ thiểu trí, họ hành động sai trái, tiểu nhân, những cái lời nói của họ là những cái lời nói xấu xa, những cái lời nói không đáng được nghe, vân vân. Họ có cái sở hành về thân về khẩu như vậy mà họ đòi được bình quyền bình đẳng với cái người sang trọng có học thức, sao được? Do đó chúng ta phải hiểu ở đây không phải là Đức Phật Ngài nói rằng mọi người ở trong bốn giai cấp đều đồng đẳng, từ trước đến sau cũng đều đồng đẳng. Không có lý do gì mà Đức Phật Ngài nói rằng đồng đẳng hết, là bởi vì ở trong đời này Căm măng sách tê nguyên phát trà tiết gia đi đăng hi nắp ni tài gia tiết, nghiệp phân loại chúng sanh có ưu thắng và hạ liệt. Đức Phật đã dạy trong bài kinh Chu Lắc Câm Nói Với Phân Gái vậy. Cho nên ở đây khi mình ở cái vị trí, cái giai cấp quý tộc cao sang thì mình nên giữ cái tâm bình đẳng, nên tôn trọng người ở giai cấp thấp hơn. Và chúng ta nên biết rằng dù là người ở giai cấp thấp nhưng nếu họ nỗ lực thì họ vẫn thành tựu được như mình thôi. Còn cái người ở giai cấp thấp thì chớ có nên mong mỏi mình sẽ phải bình đẳng như là cái người có giai cấp cao sang, mà người đó cần phải sống làm sao để có được cái giá trị của một con người. Mặc dù mình hèn, mình sinh ra trong cái gia đình hèn kém, nhưng mà nghèo thì cho sạch rách cho thơm, cái đó cũng tốt thôi quý vị. Cái cách đó là Đức Phật đã nói rằng là ở đây có bốn vấn đề mà chúng ta phải biết. Đức Phật muốn nói bình đẳng là bình đẳng chỗ này, đồng đẳng là đồng đẳng ở chỗ này. Người bất cứ ở trong cái giai cấp nào, hễ làm thiện thì vẫn
được hưởng cái quả vui. Người ở trong bốn giai cấp, dù giai cấp nào đi nữa, thể làm ác thì vẫn bị quả khổ giống nhau. Cũng giống như Đức Phật Ngài có đưa ra thí dụ, không phải chỉ có người ở giai cấp sắc đế lị hay bà la môn họ bật lửa để họ nghe nhóm đốt cái ngọn lửa đó có lửa ngọn và ánh sáng tuyệt vời, còn những cái giai cấp thấp thì lửa đốt lửa, lửa nó không cháy thành ngọn và không có ánh sáng hồng. Không phải vậy, dầu cho người đó là người giai cấp nào đi nữa, nhưng mà họ khi dùng nguyên liệu để họ đốt lửa lên thì ngọn lửa cũng giống nhau thôi. Cái ý muốn nói rằng dầu hiện tại ở giai cấp nào đi nữa, nhưng mà hãy làm thiện thì vẫn được cái quả vui trong tương lai giống nhau. Và dầu ở giai cấp cao sang hay là hạ liệt, nhưng mà hãy làm ác thì bị quả khổ giống nhau. Cái điều đó chúng ta phải nhớ này. Cho nên trong cái vấn đề mà gọi là bình đẳng giai cấp đó, là chúng ta cũng phải chú ý. Nếu như một người ở giai cấp thấp mà họ lười biếng và họ sống cố quế phiền não, họ tạo những cái thân nghiệp ác, khẩu nghiệp ác, ý nghiệp ác, thì họ từ chỗ thấp mà đi đến chỗ thấp. Còn nếu như người ở giai cấp thấp nhưng họ biết tu thân, tu tâm, họ biết sống đời sống đạo đức và họ biết phát triển cái trí tuệ của họ, thì như vậy họ sẽ trở nên tươi sáng và được gọi là người từ thấp, chỗ thấp và đi lên chỗ cao. Ngược lại, một người từ ở giai cấp cao nhưng mà họ không ý thức và họ sống giải đãi, dễ vui, sống trụy lạc và có những hành động phi đạo đức, vô đạo đức mà trở thành tầm thường, thì đó là hạng người từ ở chỗ cao mà đi xuống chỗ thấp. Còn hạng người từ ở cái giai cấp, cái địa vị cao sang nhưng mà họ biết làm các cái thiện pháp, họ biết tu tập những cái hạnh lành về thân, về khẩu, về ý, thì như vậy người đó sẽ đi đến cái chỗ tốt đẹp, cao sang nữa. Thì như vậy đây là hạng người từ chỗ cao mà càng đi lên cái chỗ. Bốn hạng người này được Đức Phật Ngài dạy trong Tăng Chi Phục Kinh và ở trong cái bộ Phúc Lắp Bà Nhất Tí Nhân Chế Định của Tạng Diệu Pháp cũng có nhắc đến. Chúng tôi cũng xin thưa như vậy, Đức Phật Ngài không có dạy chúng ta phải tranh đấu để xóa bỏ giai cấp, Ngài không dạy như vậy, mà Ngài chỉ nói lên là nếu một người mà họ biết phấn đấu thì tự họ có thể từ chỗ thấp đi lên chỗ cao. Còn nếu một người ở chỗ cao mà không biết phấn đấu thì họ từ chỗ cao mà đi xuống thấp, chỉ vậy thôi. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi thượng tọa giáo đẳng nêu lên như vậy. Nam mô Bổn Thầy. Dạ thưa quý thượng tọa giáo sư, mà thượng tọa giáo sư, khi mà chúng ta đọc về những điều Đức Phật Ngài đưa ra đó, thí dụ như trường hợp mà một
một bà la môn lấy một nữ sắc đi lì sanh ra thì vẫn có thể được xem là thuộc dòng dõi bà la môn hay dòng dõi sắc đi lì, chứ không xem là thuộc cả hai giai cấp, chứ không phải là lấy sắc đi lì rồi là xuống cấp được. Hay là đối với việc thờ lửa chẳng hạn, thờ lửa là chữ rất là thiêng liêng thì ai thờ lửa cũng giống giá trị giống nhau. Hay là tắm nước sông Hằng thì giai cấp nào tắm nước giống nhau, thì những điều đó có phải là những chân lý trong đạo Phật không? Có phải là những điều mà những giá trị được dạy trong đạo Phật hay không? Hay là Đức Phật ngài chỉ dùng những điều đó vốn được chấp nhận bởi Bà La Môn giáo để dùng đó để dẫn chứng rằng ngay cả trong Bà La Môn giáo thì những giá trị đó nó vẫn cho thấy rằng giai cấp không có ý nghĩa tối thượng, giai cấp không ý nghĩa tuyệt đối. Thì từ đâu có nghĩ trở lại để nói rõ về những tin thường thuật. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý Phật tử, có người tự đặt ra xếp hạng, tự xếp hạng cái giai cấp nào là cao quý và giai cấp nào là không cao quý, và họ xếp hạng như vậy đó, thì họ chỉ y cứ vào ở chỗ là người sanh ở trong gia đình thuộc giai cấp nào thì lớn lên họ sẽ là cái người giai cấp thấp hay là giai cấp cao. Cái đó là tự định đặt. Khi mà Đức Phật ngài đưa ra những cái bằng chứng, cái điều này nếu nói là một chân lý thì nó chỉ ở một cái khía cạnh, ở cái khía cạnh là người nào làm tốt thì người đó là người tốt, người nào có sở hạnh cao quý thì người đó là người cao quý, người nào có sở hạnh hạ liệt thì người đó trở thành hạ liệt, như vậy thôi. Cái chân lý ở chỗ đó. Còn về cái vấn đề mà Đức Phật đưa cái ví dụ như một người mà sinh ra từ nơi mẹ là Bà La Môn, cha là Sắc Đế Lị, thì người đó, người con đó nên gọi là người con của Bà La Môn hay con của Sắc Đế Lị, thì ở đây là phải chấp nhận cả, tùy theo. Hễ mà chế độ mẫu hệ đó thì họ chỉ y cứ vào ở chỗ người mẹ làm chuẩn, mẹ Bà La Môn thì gọi con là Bà La Môn, dù cha là người giai cấp nào. Nhưng mà chế độ phụ hệ thì lấy người cha làm chuẩn, hệ cha ở giai cấp Sắc Đế Lị, mẹ Bà La Môn, nhưng mà chế độ phụ hệ thì người cha, thì đứa con đó cũng gọi là Sắc Đế Lị thôi. Nhưng ở đây đó thì chúng ta thấy là lấy cả hai. Tại sao lấy cả hai? Bởi vì cái này là thường thức, do cái sự cái quy định, do cái sự quy định của xã hội. Cái này không phải là chân lý. Cái quan điểm đó là cái quan điểm của ngoại giáo. Và khi mà họ quy ước như vậy đó, là để họ sắp đặt, họ an bài các cái tầng lớp trong xã hội.
Nhưng mà thưa vị, chỉ có chân lý thì nó mới tồn tại, nó mới không có sự mâu thuẫn. Còn nếu mà chỉ là cái sự quy ước, cái sự định đặt, thì đương nhiên là nó có cái sự mâu thuẫn. Cho nên ở đây Đức Phật Ngài chỉ nêu lên cái vấn đề, cái sự kiện như sự kết hôn với người khác giai cấp, hay là chi chi đó, thì cái đó chỉ là những cái quan điểm của ngoại giáo mà Đức Phật đã đưa lên để Ngài chứng minh cho thanh niên Asat Lajana. Thanh niên Bà La Môn trả lời, anh ta nhận xét trả lời. Còn về cái vấn đề mà cái sự kiện sắp lửa, thắp lửa hay là sống với tâm sông thiên đó, thưa quý vị, thì ở đây đó là một chân lý. Nhưng chúng tôi nói khi nãy là không phải chỉ có Bà La Môn đốt lửa với cháy, mà tất cả bốn giai cấp ai đốt lửa cũng cháy hết. Và không phải chỉ có Bà La Môn mới thắp lửa cháy, cháy lửa ngọn, hay là nó có ánh lửa màu hồng, còn những giai cấp khác thì không thắp được lửa ngọn, không có ánh lửa màu hồng. Không phải vậy, mà giai cấp nào hãy đốt lửa đúng theo cái phương cách, dùng cái nhiên liệu đúng thì nó vẫn cháy. Cho nên ở đây đó, thứ nhất là khi mà bàn về bốn cái giai cấp đó, phân định sang hèn cao thấp của giai cấp là do định đặt của, nhất là của Bà La Môn họ dựng lên, bởi vì họ đang đứng đó, họ muốn bảo thủ cái giai cấp của họ, cho nên họ mới đưa như vậy, không có giá trị. Ở trong Phật giáo, Đức Phật Ngài chỉ nói lên một điều là cái giá trị của bốn giai cấp ở chỗ là dù bất cứ ở giai cấp nào, người dù bất cứ ở giai cấp nào, nhưng mà người đó thân hành thiện, khẩu nói lời thiện, ý suy nghĩ thiện, thì người đó là người cao quý. Còn người ở bất cứ giai cấp nào mà thân hành ác, khẩu nói lời ác, ý suy nghĩ ác, thì họ đều là họ trở thành hạ liệt, chỉ vậy thôi. Cái đó là cái thực lý mà giá trị đạo Phật mình nhìn nhận cái giá trị đó. Chứ còn cái vấn đề mà phân định sinh từ người cha hay người mẹ ở giai cấp rồi sẽ trở thành người ở giai cấp nào vân vân, thì trong trường hợp đó chỉ là Đức Phật Ngài chỉ dùng giống như gậy ông đập viên ông vậy đó, nhân sự tùng sự, Ngài dùng cái cách đấu của họ để chứng minh cho họ, chỉ vậy thôi. Chúng tôi xin được trả lời câu hỏi như vậy. Nam mô Bổn Thầy. Dạ, xin được hỏi Thầy Thầy Siêu một câu sau cùng rồi thỉnh Thầy Thầy đi nghỉ. Thầy 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 Siêu, nếu mà giai cấp không phải là vấn đề trong Phật giáo đó, thì dù giai cấp nào cũng giác ngộ giải thoát được, thế thì tại sao chưa bị chánh đẳng nhánh giác khi mà các ngài còn là Đại Bồ Tát và các ngài quán sát khi gia tộc để tái sinh đó, thì các để thọ sinh một kiếp chót, thì các ngài chỉ chọn những ở giai cấp cao thôi và các ngài không chọn giai cấp thấp, thì như vậy ở trong đó nó có cái gì gọi là phân biệt giai cấp? Xin tổ khoan nghĩ giải rõ với thính thưa.
Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị, cái sự kiện mà chư vị Bồ Tát kiếp chót để thành bậc chánh đẳng chánh giác, ngài quán xét và chỉ tái sanh vào cái giai cấp cao của xã hội chứ không phải là giai cấp thấp, không phải là vì để phân biệt giai cấp. Ở đây là một cái sự kiện hợp lý. Tại sao? Vì rằng ngài sinh ra ở đời sau khi thành bậc chánh đẳng chánh giác, ngài sẽ trở thành đạo sư của chư thiên và loài người. Ngài sẽ phải đi thuyết pháp, trình bày cái chân lý khổ tập diệt đạo cho chúng sanh nghe. Mà cái thói thường thì người ta chỉ nghe và người ta chỉ phục tùng cái người có cái giai cấp cao quý, lời nói của người có giai cấp cao quý mới là lời nói họ xem là có giá trị. Thông thường họ chấp như vậy. Cho nên trong trường hợp này là Đức Bồ Tát ngài phải chọn một trong hai gia cấp cao ở trong xã hội mới có tiếng nói mạnh, mới có tiếng nói thuyết phục họ được, thuyết phục quần chúng họ được. Khi ngài ở cái giai cấp Chắc Đi Lị hay Bà La Môn, khi ngài đi thuyết pháp mà ngài bên vực cho cái người giai cấp thấp và tiếp độ cho người giai cấp thấp thì người ta sẽ hoan nghênh. Còn nếu mà ngài ở giai cấp thấp, giai cấp nô lệ hay là giai cấp bình thường là thương gia, gia chủ, người buôn bán thôi, mà khi nó nói thì những người ở giai cấp cao như Bà La Môn hay là dòng hoàng tộc Xá Lợi Lị họ sẽ không nghe, họ không nghe cái, họ không thể nào đến để nghe cái người cái giai cấp thấp mà nói chuyện cho họ, họ không có thể ngồi lắng tai nghe được, họ không có thể chắp tay, không có thể đảnh lễ được. Bởi vì dân Ấn Độ thưa quý vị họ chấp nê giai cấp lắm. Thì bây giờ nếu mà muốn độ đời hoằng hóa độ sinh thì Bồ Tát là phải chọn ở giai cấp cao lý do đó, chứ không phải là vì ngài muốn ở cái giai cấp cao để chà đạp cái những cái giai cấp thấp. Không phải vậy. Mà ngài chọn cái giai cấp cao mà giáng sanh vào cái giai cấp đó đó là để làm cái lợi thế sau này khi ngài thành Phật, ngài có thể ngài đi thuyết pháp độ cho chúng sanh. Chẳng thà ngài ở giai cấp cao, xuất thân từ cái giai cấp cao mà ngài nói, ngài thuyết pháp thì cái người ở cái giai cấp cao họ phục tùng. Như vua Bá Xê Na Đí nói rằng Đức Thế Tôn là dòng Sắc Đế Lị, con cũng là dòng Sắc Đế Lị. Thì như vậy rõ ràng là trong trường hợp đó các vị vua sẽ hạ mình được. Là tại sao vậy? Bởi vì một vị Sắc Đế Lị hạ mình với một vị Sắc Đế Lị thì cái điều đó họ làm được.
hay là một vị Bà La Môn hạ mình trước vị Sắc Ni Lị như Đức Phật thì họ làm được. Bởi vì dùng Sắc Ni Lị cũng là cái dùng, cũng là cái giai cấp cao trong xã hội. Còn nếu mà Ngài ở cái giai cấp Thủ Đà La, giai cấp Thủ Xú Đá, mà Ngài đi thuyết pháp thì các vị Bà La Môn hay là các vị Sắc Ni Lị vua chúa họ sẽ không có kính phục. Nó chỉ là cái lý do đó thôi thưa quý vị, chứ không phải là vấn đề mà Đức Phật này chọn lựa cái giai cấp để mà hiếp đáp ai hết, hay là phân biệt giai cấp. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của thượng tọa cho bản như vậy. Và chắc có lẽ là bây giờ thì xin phép chư tăng còn 4 phút nữa thượng tọa giới nặng sinh hoạt làm chi đó, hãy làm những gì thượng tọa nghĩ là hợp thời. Sao chúng kính chân thưa tòa thầy siêu, bây giờ xin thỉnh thưa tòa thầy siêu đi nghỉ. À, thưa quý vị, còn vài phút sau cùng chúng tôi sẽ được có một vài điều để thông tin của tất cả quý vị. Một lần nữa thì thưa quý vị, chúng ta đang ở trong thời kỳ đại dịch. Điều có lẽ nguy hại nhất mà liên quan đến đại dịch đó là cái thói quen của chúng ta, thói quen về vệ sinh. Một cái thói quen về vệ sinh là sử dụng đôi tay của mình. Bàn tay của chúng ta thật ra rất là kỳ diệu. Loài người khác với loài vật, là loài vật thì đi đầu và chân thường bằng nhau, và có loài vật không có tay, có loài vật thì chỉ có 4 chân thôi. Khỏa hoàng ấm, có một vài loài linh trưởng như là khỉ vườn thì phải dùng đôi tay một chút rồi. Nhưng mà riêng loài người chúng ta thì đôi tay quả thực là nhiệm vụ, chúng ta sử dụng rất nhiều việc. Nhưng mà trong đại dịch thì đôi tay đôi lúc nó lại là một cái nguyên nhân gây ra sự lây nhiễm của chúng ta. Bởi vì đôi tay của chúng ta đụng và cầm rất là nhiều đồ vật, mà những đồ vật đó đôi khi có lây nhiễm mà chúng ta không biết. Một chiếc xe đẩy ở siêu thị, một cái nắm cửa khi mà bước vào một phòng nào đó, cái iPhone mà chúng ta cầm bằng tay, chúng ta tắt chat, cũng như là có vô số trường hợp chúng ta dùng bằng tay. Thật ra thì bằng tay cũng phải có tội, nhưng cái tội nhất là cái thói quen dùng bằng tay để vuốt mặt, dùng bằng tay để gãi trên mặt, dùng bằng tay để điều chỉnh cái kiếm của mình, để sửa khẩu trang vân vân. Và bàn tay nó vốn đã đụng chạm nhiều thứ và đụng vào mặt của mình, cái vùng mặt mình là vùng cấm địa. Chúng tôi không có rành đá banh lắm, nhưng chúng tôi nghe nói là trong cái chuyện chơi túc cầu, chơi đá banh, người ta có những cái vùng rất là nguy hiểm, cấm địa, mà khi mà banh lọt vào trong đó thì mọi người phải cố gắng phòng thủ, thì khuôn mặt của chúng ta cũng là vùng cấm địa, cần phải phòng thủ, mà cái tay của mình hay đụng vào chỗ đó. Do vậy người ta khuyên chúng ta nên tập 3 thói quen rất là quan trọng, là rửa tay thường xuyên. Dạ, rửa tay thường xuyên. Và nếu có chuyện gì cần đụng tới mặt thì nên dùng giấy tiết siêu. Dạ, giấy tiết siêu. Và hồi xưa chúng ta không có thói quen là giấy mũi hay là ho vào trong cái áo của mình chỉ vào bàn tay của mình thôi. Nhưng bây giờ bàn tay trước đó không nên chặn như vậy, mà nên dùng cái khuỷu tay, nên dùng cái áo của mình ở khuỷu tay để che lưu của mình hắt hơi vân vân. Do vậy ngoài chuyện rửa tay đó, thì chúng ta cố gắng đừng sử dụng bàn tay liên quan đến mặt mình. Và chúng ta cũng nên có một cái luật rất là quan trọng, đó là
nếu không có chuyện nào tối cần thiết, quá cần thiết, thì đừng đi ra bên ngoài. Và khi ra bên ngoài, nên nuôi dưỡng đầy đủ cái ý thức mà trong đạo Phật gọi là chánh niệm, tức là biết rõ coronavirus có thể có ở bất cứ nơi nào, kể cả cái cánh cửa xe khi mà chúng ta mở ra mở vào. Người ta đậu xe gần đó, một người lây nhiễm, họ có thể hắt hơi, họ có thể nhiễm mũi, có thể ho và nó bay và đụng trên cái cửa, chúng ta không biết. Có rất nhiều thứ không phải là những điều này sẽ làm cho chúng ta khó chịu. Chứ tôi mới đọc một bài báo, họ nói rằng một khi mà đại dịch qua rồi thì cái gọi là bình thường trong cuộc sống bây giờ nó rất khác ngày xưa rất là nhiều. Vì vậy xin được thưa điều này là chúng ta cố gắng tối đa để làm thế nào mà chúng ta vượt qua đại dịch này bình an cho mình và bình an cho người thân, bằng cách là cẩn trọng đối với đôi tay của mình. Một số thói quen cần phải thay đổi, một số thói quen cần để tập. Thay đổi là bớt đụng chạm vào mặt bằng tay của mình, bằng đôi tay chạm vào mặt, và thay đổi là chúng ta tập tập một thói mới, đó là chúng ta thường xuyên rửa tay. Và đồng thời để làm tốt thì chúng ta rất cần chánh niệm. Chánh niệm là không phải mình làm chỗ này mà nghĩ chuyện khác, mình làm việc gì thì mình để tâm vào việc đó. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Buddha Dhamma. Đại lễ chư Tôn Đức xin nhân quý ngài đã vào Rung để sinh hoạt. Thân chào tạm biệt Phật tử và cầu chúc tất cả quý ngài và quý Phật tử luôn luôn gìn giữ tốt sức khỏe của mình trong ngăn ngừa dịch bệnh, bệnh dịch, và đồng thời cũng là một cách cống hiến cho những người chung quanh mình bằng sự cẩn trọng mà mỗi chúng ta đều nên có. Xin trân trọng kính chào đến lễ quý ngài và tạm biệt tất cả quý Phật tử. Sa thú sa thú lành thai, con kính tiễn để đặng đảnh con lên ngồi thành mặt đại chúng trung luôn. Chúng con kính tri ân cho tôn đức đã mở lòng quy mẫn giảng dạy Phật pháp phổ cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều cho chúng con tiến bước trên nền đất tu tập, mong đem lại an lạc trong đời sống và